Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ 6 ngày 18 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đồng Tâm hai người con cụ Kình có được bỏ án tử hình khi phúc thẩm hay không. Một số luật sư hỗ trợ pháp lý cho 29 người làng Đồng Tâm đã nói với đài BBC tại London rằng còn chút hy vọng giảm án cho một số bị cáo bị tuyên tội giết người tại phiên tòa sơ thẩm mới đây. Trong số các bị cáo bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên danh giết người vào hôm 14 tháng 9, ông Lê Đình Công và Lê Đình Chức, tức là con trai của cụ Lê Đình Kình, nhận hai bản án tử hình. Đây là hình ảnh ông Lê Đình Chức bên trái và ông Lê Đình Công tại phiên tòa. Cùng tội danh giết người, ông Lê Đình Doanh, cháu của Lê Đình Kình, bị tuyên án chung thân. Ông Bùi Viết Hiểu bị tuyên 16 năm tù. Ông Công và ông Hiểu là hai người thường xuyên xuất hiện trong các video livestream bàn về giữ đất đai Đồng Tâm. Trao đổi với đài BBC, sau phiên xử, luật sư Hà Huy Sơn đã nói như sau. Theo án sơ thẩm đã tuyên, có sự vô lý ở chỗ. Các hành vi của ông Bùi Viết Hiểu và ông Lê Đình Công không liên quan đến tội giết người. Do đó, phải chăng họ kết tội giết người là do có vai trò tích cực trong tổ đồng thuận, trong quá trình khiếu kiện đất đai. Như vậy, hành vi của họ có chăng chỉ là chống người thi hành công vụ thôi. Như thế phải chuyển tội danh, như thế mức án của họ sẽ thấp hơn. Chỉ cần căn cứ vào hồ sơ cũng có thể thấy điều đó. Đây cũng là một hy vọng để tòa sẽ chuyển tội danh thấp hơn cho hai ông Hiểu và Công. Riêng với ông Chức, luật sư Hảo Hy Sơn nhận định rằng lời khai của ông này trong phiên sơ thẩm không hợp lý. Do đó, nếu ở phiên phúc thẩm, ông Chức chịu khai thật thì hy vọng ông có thể cứu được chính ông khỏi án tử hình. Trong phiên sơ thẩm, tôi nhận thấy lời khai của ông Chức không hợp lý ở chỗ. Ông ấy khai nhiều lần đổ xăng ra chậu để hắt xuống hố, nhưng thế rất vô lý vì lửa sẽ hắt vào chính ông ấy, không thể thực hiện được hành vi này. Và hy vọng là ông Lê Đình Chức sẽ khai thành thật trong phiên phúc thẩm. Đây là hình ảnh luật sư Ngô Anh Tuấn thực nghiệm điều tra dưới hố kỹ thuật bên cạnh là sợi dây điện thỏ ra mà không hề có vết cháy. Trước đó, nhà hoạt động Trịnh Bá Phương đã phát hiện 3 thứ dưới hố trong tầm cao từ 1 đến 1,4 mét bao gồm dây điện, miếng cốt ép và bao đi lông sát tường cũng không hề bị cháy. Luật sư này nói tiếp, tôi nghi vấn rằng ông Chức có thỏa thuận gì đó với cơ quan điều tra để mà nhận những hành vi như vậy để cứu anh em trong gia đình của mình. Nếu ông Chức khai thật ở cấp phúc thẩm thì có thể cứu chính bản thân ông ấy, luật sư Hà Huy Sơn đã nói như vậy. Còn luật sư Ngô Anh Tuấn cũng nói với đài BBC rằng có hy vọng lớn cho ông Công, còn ông Chức thì không dám chắc. Ông Tuấn giải thích, có sự liên quan giữa cái chết của các chiến sĩ với hành vi của ông Chức, nhưng các luật sư chúng tôi còn phải xem xét các điểm đánh giá sự liên quan đó ở mức độ nào. Trong khi đó, ông Công thì hoàn toàn không có hành vi nào liên quan trực tiếp đến cái chết của ba công an. Nếu tòa không chứng minh được tính có tổ chức của việc này, việc ông Công bàn bạc để giết những người này thì không thể nói rằng ông Công là người chỉ đạo việc giết người và chỉ có thể nói là chống người thi hành công vụ mà thôi. Ngoài ra, những bị cáo như Nguyễn Văn Tuyển, Bùi Viết Hiểu liên quan đến hành vi khác chứ không liên quan đến hành vi giết người nên bắt những người này chịu cùng tội với hai ông Công Chức là không hợp lý. Luật sư Tuấn đã cho đài BBC biết rằng các luật sư bảo chữa cho 29 bị cáo Đồng Tâm vẫn còn nhiều hồ sơ, chứng cứ chưa công bố hết và sẽ công bố trong phiên phúc thẩm. Ông Chức đã đổi lời khai khi ra trước tòa. Luật sư Lê Văn Hòa, người trực tiếp bảo chữa cho bị cáo Lê Đình Chức, nói với đài BBC tiếng Việt rằng trước phiên tòa, khi tôi gặp bị cáo Chức ở trại tạm giam, ông Chức hoàn toàn phản đối bản kết luận điều tra và bản cáo trạng về việc ông nhiều lần đổ xăng ra chậu và đổ xuống hố để thiêu chết ba công an. Đây là hình ảnh hai bức ảnh công an đã cố ý tiết lộ một cách không chính thống qua những trang Facebook của cảnh sát cơ động cho thấy xác người cháy đen trên sân thượng nhà ông Lê Đình Chức và sau đó họ công bố rằng ba cảnh sát cơ động chết cháy với tử thi hóa than từ hố kỹ thuật. Tuy nhiên hiện trường cho thấy không có vụ cháy nào xảy ra trong hố ấy. Bà Dương Thị Thành đã gửi đơn đề nghị chính mình xuống hố làm thí nghiệm cho công tác thực nghiệm điều tra. Bà cũng khẳng định hoàn toàn không có vụ cháy nào dưới hố ấy. Ông Chức nói ông không đổ xăng ra chậu và dùng chậu đổ 3 đến 5 lần xuống hố, cứ mỗi 3 đến 5 phút thì đổ một lần như trong bản cáo trạng. Ông nói ông chỉ rót xăng ra hai nắp can rồi hắt xuống hố. Ông Chức cũng nói ông nghe bị can Hải nói rằng có người dưới hố nhưng bản thân ông không nhìn thấy và cũng không nghe thấy tiếng người, chỉ thấy có lửa cháy. Thế nhưng khi ra tòa, ông Chức và một số bị cáo khác đã làm các luật sư chúng tôi rất bất ngờ vì họ nhận tội và thể hiện như là mình có lỗi. Luật sư Hòa kể lại về quá trình tiếp xúc với ông Chức trước phiên tòa. Mỗi lần ông chỉ được
trao đổi với ông Trức khoảng 30 phút. Cuộc trao đổi ngắn ngủi diễn ra sau vách ngăn bằng kính và luôn có hai cảnh sát ngồi kèm. Trong suốt nửa tiếng đồng hồ, tôi chỉ được động viên tinh thần ông Trức, giải thích quyền lợi và nghĩa vụ bị can. Tôi cũng hỏi được ông Trức một số chi tiết quan trọng là cơ chế hình thành vết thương trên đầu ông là do đâu. Ông Trức có nói rằng để tránh đạn, ông chạy qua nhà hàng xóm là Lê Đình Hợi, nhưng vừa chạy tới nơi thì nghe một tiếng nổ lớn. Sau đó ông không biết gì nữa và cũng không biết vì sao mình bị thương. Các cảnh sát có mặt luôn gây khó khăn cho không chỉ tôi mà mọi luật sư trong việc tiếp xúc với các bị can. Họ không cho các luật sư thực hiện đúng chức năng trách nhiệm, hỏi cái gì sâu hơn là họ ngăn không cho hỏi. Tôi cũng không thể hướng dẫn, dặn dò ông Trức cần nói gì khi ra tòa vì bị hai cảnh sát ngăn cản. Luật sư Hòa đã nói như vậy với đài BBC. Và cần phải tiếp tục kiến nghị điều tra vụ giết cụ Lê Đình Kình. Đây là hình ảnh Thượng tá Đặng Việt Quảng, sinh năm 1975, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội. Bên phải là biên bản lấy lời khai của ông Đặng Việt Quảng cho thấy chính ông Quảng đã bắn ông Lê Đình Kình với hai phát đạn. Luật sư Hà Huy Sơn cho hay hiện gia đình các bị cáo không được thăm, gặp họ trong trại giam. Do đó, để tiếp tục nỗ lực làm sáng tỏ nhiều vấn đề được cho là vô lý hay thiếu sót trong kết luận điều tra, hy vọng giảm án cho các bị cáo, người nhà có thể tiếp tục kiến nghị đến các cơ quan chức năng liên quan. Ông Sơn nói, theo tôi, trước mắt gia đình ông Lê Đình Công và Lê Đình Trức có thể tập trung vào việc kiến nghị điều tra hành vi cho rằng ông Lê Đình Kình bị giết trái phép luật và nên chăng tự làm thực nghiệm diễn biến vụ án theo cáo trạng. Ví dụ việc đốt xăng như thế thực hiện được hay không, có thể dùng con vật như trâu, bò quẳng xuống hố có kích thước tương tự như cái hố trong vụ án chẳng hạn. Có đốt được hay không, và đấy cũng là một bằng chứng thuyết phục. Còn các thủ tục kháng cáo khác như đơn từ thì phụ thuộc vào chính người bị kết án. Và họ mà không muốn kháng cáo thì cũng không có ai làm gì thay được. Tại tòa, tôi cũng đã đặt vấn đề phải thực nghiệm điều tra lại hành vi của các bị cáo, xem ba công an bị cháy là do nguyên nhân gì. Điều đó, cấp sơ thẩm tòa đã từ chối rồi, không biết phúc thẩm tòa có từ chối tiếp hay chấp nhận hay không. Ngoài ra, theo luật sư Hảo Huy Sơn, người nhà có thể yêu cầu công khai kế hoạch của công an thành phố Hà Nội tiến quân vào làng Hoành vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 để làm công vụ gì. Việc này trong phiên tòa các luật sư đã kiến nghị rồi, nhưng tòa không chấp nhận. Riêng với vụ việc ông Kình được cho là bị giết hại, gia đình có thể làm đơn tố giác lên cơ quan điều tra có thẩm quyền để xác minh. Cái này vợ ông Kình là bà Dư Thị Thành đã có đơn tố giác lên Bộ Công an rồi, nhưng người ta đều từ chối. Gia đình có thể tiếp tục kiến nghị làm đơn khiếu nại đến Viện Kiểm sát các cấp, hoặc có thể kiến nghị lên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, hoặc kiến nghị lên Chủ tịch nước. Luật sư Lê Văn Hòa cũng chung ý kiến này. Ông cho rằng cần phải làm rõ 3 điều mà các luật sư đã kiến nghị với tòa, bao gồm làm rõ kế hoạch công an tấn công vào Đồng Tâm có phải là công vụ hay không, thực nghiệm điều tra cái chết của ba công an, điều tra làm rõ cái chết của cụ Lê Đình Kình. Nếu ba yếu tố này được thực nghiệm khoa học chuẩn xác, có sự giám sát của cơ quan chức năng và sự hiện diện của các luật sư thì hoàn toàn có hy vọng giảm án, thay đổi tội danh cho các bị cáo. Vì hiện thời, ba yếu tố này trong cáo trạng điều tra chưa khách quan, dẫn tới việc kết tội giết người là thiếu cơ sở, không tâm phục, khẩu phục. Luật sư Hòa đã nói như vậy. Và bà Dư Thị Thành, vợ của cụ Lê Đình Kình đã làm đơn tố cáo. Đây là hình ảnh Thiếu tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an nói rằng cụ Lê Đình Kình là cường hào địa chủ mới, đã bị dân mạng soi thấy sợi dây đeo lưng là của hãng Hermes với giá tới 5.000 đô la một chiếc, tức là hơn 100 triệu đồng. Trong một diễn biến mới đây, bà Dư Thị Thành, vợ ông Lê Đình Kình đã gửi đơn tố cáo khẩn cấp tới Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân và Bộ trưởng Bộ Công an ông Tô Lâm, tố cáo ông Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an đã gọi chồng bà là cường hào áp bá mới. Khi ông Sô phát ngôn câu này, chồng tôi vẫn chưa bị khởi tố với bất kỳ tội danh nào, và khi chồng tôi bị giết thì ông ấy vẫn là một đảng viên chưa hề có tiền án tiền sự nào. Ông Tô Ân Sô đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đã xúc phạm đến vong linh người đã khuất là cụ Lê Đình Kình. Trong đơn tố cáo tội giết người mà tôi gửi các cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa được ai giải quyết điều tra kẻ giết chồng tôi, thì nay ông Sô lại tiếp tục xúc phạm chồng tôi. Lá đơn ký tên bà Thành đã viết như vậy. Luật sư Ngô Anh Tuấn đã xác nhận với đài BBC rằng có sự việc bà Dư Thị Thành gửi đơn đi tố cáo này, bước đầu để minh oan cho các bị cáo ở Đồng Tâm. Trong khi đó, luật sư Phùng Thanh Sơn đề xuất 4 bước đầu tiên để minh oan cho các bị cáo Đồng Tâm trên trang Facebook cá nhân của mình. Thứ nhất, người nhà của ông Lê Đình Kình cần thuê đơn vị có chức năng
tiến hành đo vẽ lại bản thiết kế chi tiết nhà ông và các căn nhà xung quanh. Thứ hai, chụp lại hình ảnh và quay video để thuyết minh bản vẽ cho người đọc dễ theo dõi về bản thiết kế này. Thứ ba là đăng tải công khai bản vẽ chi tiết, hình ảnh, video và bản cáo trạng hoặc kết luận điều tra vụ án Đồng Tâm lên mạng xã hội để các YouTube trong và ngoài nước có đầy đủ thông tin để dựng lại hiện trường khi điều kiện cho phép. Đây là hình ảnh toàn cảnh sân thượng nhà Lê Đình Chức tiếp giáp nhà ông Lê Đình Hợi, nơi có hố kỹ thuật được cho là có 3 cảnh sát cơ động bị cháy thành than. Thứ tư là các YouTube có thể livestream, tức là truyền hình trực tiếp toàn bộ quá trình thực nghiệm điều tra đó cho người dân theo dõi. Tuy nhiên, luật sư Hà Huy Sơn cho rằng đi sâu vào vấn đề đất đai ở Đồng Tâm hiện không giải quyết được điều gì trong vụ án. Nếu gia đình các bị cáo có muốn chứng minh thêm điều gì về đất đai Đồng Tâm, thì việc này chỉ có tác động đến dư luận, chứ không có tác động gì về mặt pháp luật. Do trong bản án này, các bị cáo bị biên tội giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Trong đó, đất đai chỉ là một nguyên nhân dẫn đến vụ việc này. Cũng theo luật sư Hòa Hải Sơn, các tổ chức quốc tế quan tâm đến nhân quyền nên trực tiếp liên hệ với gia đình các bị cáo để giúp đỡ, vì họ đều là nông dân, không có đủ kiến thức và mối quan hệ để tìm tới các tổ chức này. Chính quyền Việt Nam thì đã nói gì trong lúc này? Trong phiên sơ thẩm vào ngày 14 tháng 9 năm 2020, tòa xác định ông Công là chủ mưu và ông Chức là người nhiều lần đổ xăng thiêu sống 3 cảnh sát. Nên dù bị cáo có ăn năn hối cải, nhưng tòa thấy cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi xã hội. Cùng ngày, trước khi tòa tuyên án, báo Công an Nhân dân đã đăng bài viết về âm mưu chính trị và bẻ lái vụ Đồng Tâm. Bài báo trích dẫn phát biểu của ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền, phản đối bản án tử hình. Bài viết bình luận rằng đây là một trong những thông tin phiến diện về tình hình của vụ án, gây tác động tiêu cực đến uy tín, hình ảnh của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Bài báo cũng dẫn lời các tờ báo quốc tế đưa tin về Đồng Tâm cho rằng vụ án bị chính trị hóa, quốc tế hóa nhằm tạo ra một bức tranh phiến diện, đen tối về tình hình xã hội, chính trị tại Việt Nam, bôi nhọ và hạ bệ các vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Và với những hành vi phạm tội nghiêm trọng đã thực hiện, các bị cáo trong vụ án Đồng Tâm chắc chắn sẽ phải đối mặt với những hình phạt tương xứng. Không một ai, không một lý do nào đó có thể bao biện cho hành vi phạm tội của các đối tượng. Tờ báo này của Công an đã kết luận như vậy. Và chắc chắn vụ án này còn nhiều vấn đề kéo dài trong thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ 6 ngày 18 tháng 9 năm 2020 với bản tin Đồng Tâm, hai người con cụ Kình có được bỏ án tử hình khi phúc thẩm hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.